À, đấy là từ ông đánh cái hạt đấy, đánh đấy nha. Rồi. Seconds later. Hoàng Út vẫn méo lời máu. Đâu với nhỉ? Mình sống một phát không bạn? Nó sống một phát. Mà chẳng chết luôn. Mình nghĩ là nhiều khi ngoài đời có khi hoàn thành được tả tâm thực nó mạnh hơn nó được. Con này nhìn vậy nó đam to. Hồi nãy cũng hên ăn được cái pha đấy, còn đâu phải là do đam to mà ăn được cái pha đấy đâu. Hoàng Út, nay phải có tam hợp mới tự tin đánh với nó được. Trời, đi không. Phải ăn lát lâu tiên để chống lợi. Mình còn vấn đề thì mình hiểu không chế. Hai thằng đứng thay phiên nhau, thay phiên nhau nhận đan luôn em. Mày chết mày cho mày, mày chửi thề tao bắn mày kìa. Đúng rồi, đang đi ra, đúng rồi. Tuyệt. Thôi từ từ. Thằng nào lỗi qua đấy. Này thì chắc cũng hết cỡ một mạng đổ hai mạng. Lộn rồi. Ok.
ráng A nó qua được cái bờ tường, đứng cái là tường mà A qua đây là hắn sẽ bay lên trên này nên mình hết cứu. Cố lên Thanh Nhất ơi. Đấy là từ ông đánh cái hạt đấy, đánh đó nha. Trời, mấy bạn vào lòng đất ghê. Bùi Huy Khải, đấy vỡ tan là như thế đấy, mặt cười chảy nước. Đội mà tiêu vào đây thì nó lại có kết quả khác. Đi chung lại với nhau thì đánh không được, muốn tách lẻ ra từng thằng là đánh được. Đánh được rồi nên thôi à, oui. Hay là ông khách của tôi hôm nay chơi được đó, nên mà ông này biết đánh con Kasovia chứ còn gặp mấy ông khách khác. Mình có cày với đu cải thiện lại luôn 5 game rồi. Khởi ơi, hồi nãy có kèo 10 mạng 50 canh khởi. Chúng nó biết tiền xấu quá, chứ không phải game này cũng phiền, phức lắm.